Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chúc cả nhà một ngày mới bình an, hạnh phúc. Hôm nay là 19 tây tháng 9, chuỗi bán lẻ OD lại tiếp tục gây sốc cho người mua sắm khi tung ra hàng loạt các mặt hàng mới được người tiêu dùng săn đón rất nhanh và lần đầu tiên lại xuất hiện tại OD, độc lạ, rất đẹp và cực rẻ. Và đó là những mặt hàng nào? Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha. Không có gì ngạc nhiên khi mà Audi, chuỗi cửa tiệm bán lẻ của Đức nổi tiếng với nhiều mặt hàng chất lượng cao, giá cực rẻ mà khó có nơi nào có được, là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn nâng cấp nhà bếp, đồ gia dụng trong gia đình, hoặc là bổ sung thêm quần áo, giày dép đẹp thời trang mà không phải tốn quá nhiều tiền. Đặc biệt là phải kể đến những mặt hàng thực phẩm như là rau, củ, quả, trứng, thịt, sữa, thức uống luôn luôn tươi ngon và được giảm giá hàng tuần. Người mua sắm tại Audi biết rằng họ có thể sẽ bước ra khỏi cửa tiệm với món đồ có giá tuyệt vời mà họ thậm chí không biết là mình vừa tiết kiệm được một số tiền ngoài tưởng tượng. Ngày hôm nay thì ở Audi có bán những cái chậu cúc 8 inch rất là dễ thương, tươi, chỉ có 5 đồng 99. Các cái hộp strawberry rất là tươi, to, lớn, vừa mới được chăm hàng và có cái giá vô cùng đặc biệt là 1 đồng 59 cent một hộp. So với Walmart Target thì mình phải mua cái hộp này với cái giá gần 3 đô la nha. Nho xanh tươi ngon, trái lớn, chỉ có giá 1 đồng 49 cent một hao. Những nơi khác thì họ bán một hao này cũng gần 3 đô la nha. Các cái bịch nho đỏ cũng có đồng giá với nho xanh là 1 đồng 49 cent một hao. Các cái hộp blueberry thì có giá 2 đồng 39 cent một hộp. Tuần này thì raspberry chỉ còn có 1 đồng 69 cent mà tuần trước là 2 đồng 25 cent. Rau, củ, quả, trái cây ở Audi luôn luôn tươi và rẻ hơn các chợ khác. Bông cải xanh ở đây thì chỉ có 1 đồng 55 cent một hao, rẻ hơn các chợ khác. Tuần này thì các cái bịch quýt ngọt 3 pound chỉ có giá 2 đồng 59 mà bình thường là 4 đồng 50 cent. Trong khi Walmart và Target đang bán một bịch 3 pound này với giá là 5 đô la, gấp đôi so với ở đây nha. Còn một bịch 3 trái ớt chuông chỉ có cái giá 2 đồng 29 cent. Các cái bịch ớt Nhật chỉ có cái giá 44 cent cho một bịch là 5 trái rất là to và lớn. Cà chua tươi ngon chỉ có cái giá 88 cent một hao, so với các chợ khác thì họ đang bán là 1 đồng 79 cent đến 2 đồng một hao nha. Hành trắng thì ở đây bán rất là rẻ, chỉ có 79 cent một hao, trong khi các chợ khác họ bán cũng 1 đồng 99 cent một hao ha. Ngay cả là về bánh tươi hoặc là bánh mì ở Audi cũng rẻ hơn các tiệm khác nha. Như một cái hộp bánh cheese raspberry như thế này ở đây bán chỉ có 3 đồng 59 cent, trong khi các tiệm khác thì họ bán đến 5 đô la. Mùa thu sắp tới là mùa của bánh kẹo sô-cô-la có hương vị bí ngô. Thì đây là những mặt hàng theo mùa có giới hạn. Bịch bánh rất là ngon, hương vị bí ngô chỉ có giá 5 đồng 49 cent tại Audi. Và một cái bịch bánh kem táo hoặc là kem bí ngô cũng chỉ có giá 2 đồng 49 cent. Và những mặt hàng này chỉ được bán theo mùa, rất là ngon. Một bịch hạt hạnh nhân rang với hương thảo được lựa chọn đặc biệt chỉ có cái giá 4 đồng 49 tại Audi, trong khi các nơi khác thì họ bán với cái giá là 14-15 đồng. Một mặt hàng phiên bản có giới hạn tại Audi đó là những cái bịch trà vị táo, vị quế, vị bí ngô chỉ có cái giá 2 đồng 39 cent. Cà phê Arabica nổi tiếng là sạch và đậm đà, hương vị caramel táo bí ngô phiên bản có giới hạn chỉ có giá 5 đồng 99. Một mặt hàng đang gây sốt bão trên TikTok và người mua sắm háo hức muốn thử cho kỳ được là những bịch nuôi ống
với lượng đạm protein cao, được làm theo hình những trái bí ngô chiếc lá mùa thu tuyệt đẹp và được xem là duy nhất trên cả nước cho đến hiện tại, chỉ có giá 2 đồng 49 sen tại Audi và đây cũng là phiên bản có giới hạn. Tất cả sản phẩm trong khu Audify là những mặt hàng có giới hạn về số lượng và thời gian, được đưa lên kệ hàng tuần và chúng đến và đi rất nhanh. Thông thường thì các cái mặt hàng này sẽ kéo dài khoảng 1 tuần tới 10 ngày. Và ngày hôm nay thì ở Audi đang bán những chiếc áo khoác của nam và nữ chỉ có giá 15 đô la. Áo chống thấm nước, thoáng khí, có nón chùm đầu, có thể điều chỉnh bằng dây rút. Có miếng dán ở tay áo và phần eo, có dây rút để điều chỉnh. Có lớp lưới bên trong và 100% là chất liệu polyester. Áo cũng có hai túi dây kéo bên hông và nhiều màu tùy chọn. Mẫu mã trông gần giống như phiên bản của hàng Edibor đang bán với giá 149 đồng. Rất là bất ngờ khi tuần này Audi về một đôi giày Boost bóng đẹp chống thấm nước giá chỉ có 9 đồng 99. Trông gần giống như đôi giày của hãng Hunter với giá gấp 14 lần, tức là 140 đồng. Giày này cao đến mắt cá chân, có đế lót đệm tăng sự thoải mái, có một vòng ở phía sau để giúp điều chỉnh vừa vặn, có màu trắng, màu đen. Chất liệu da cao cấp cùng đường may nổi tăng lên sự khuyến rũ của đôi giày và là phiên bản có giới hạn tại Audi. Mình không thể mua được một đôi giày giá cực đẹp, cực rẻ như thế này ở bên ngoài nha. Một cái mặt hàng mới của Audi tuần này đó là loại quần jean dạng leggings đang rất hút hàng bởi vì đẹp, rẻ, vải mỏng hơn vải jean nhưng thoáng, mềm, co giãn thoải mái, chỉ có giá 12 đô la, có hai màu xanh đậm và xanh lợt để lựa chọn. Rất là ngạc nhiên khi Audi về loại quần tay leggings với chất liệu là 95% là vải viscose và 5% là spandex, cho nên có độ co giãn rất là tốt. Quần ống loe sẽ tà ở mắt cá chân, chỉ có giá 9 đồng 99. Mẫu mã gần giống với phiên bản cao cấp của hiệu Span, 128 đô. Áo đầm vải gân, mềm thoáng khí, dài qua đầu gối, chỉ có cái giá 9 đồng 99 tại Audi tuần này. Máy hút bụi cầm tay 2-trong-1 và 3-trong-1 của Audi có giá từ 19 đồng đến 29 đồng. Đế có thể tháo rời và chuyển đổi nhanh chóng thành máy hút bụi cầm tay, hoạt động tốt trên các bề mặt thảm, sàn cứng, đi kèm với những cái đầu hút khe để hút những cái bề mặt khó tiếp cận khác nhau. Có cái hộc đựng rác và bụi có thể tháo rời để dễ vệ sinh. Đây cũng là những mặt hàng có số lượng và thời gian giới hạn. Một cái kệ 2 tầng ngăn kéo trượt và có nhiều các cái móc có thể điều chỉnh được ở trên thân của những cái kệ này, cùng với một cái hộc để đựng thêm đồ đạc, chỉ có cái giá 9 đồng 99. Máy pha cà phê được lập trình sẵn trước 24 tiếng, chỉ có giá 24 đồng 99. Không chỉ tiết kiệm về mặt chi phí mà còn giúp mình có thêm thời gian, không cần phải mua hay là pha cà phê hấp tấp vào mỗi buổi sáng. Có vỏ lọc bền, tái sử dụng lại, có chỉ báo mật nước ghi rõ ràng, có tính năng tạm dừng và dùng, có chế độ pha chậm và có thể pha từ 1 đến 4 ly cà phê mỗi lần. So với trung bình, một cái máy pha cà phê bình thường phải có cái giá từ 5 đến 70 đồng trở lên. Một cặp gồm 2 lọ xay tiêu gia vị bằng điện, chỉ có 12 đồng 99, máy xay sẽ hoạt động và dừng khi chỉ cần nghiêng cái lọ. Và máy này 2-trong-1 vừa xay vừa đựng tiêu, tỏi, hành, ớt. Trong khi một cái trang khác họ đang bán một cặp máy xay này với giá 35 đồng. Các cái chảo gang nhỏ của Audi chỉ có cái giá 4 đồng 99, có bề mặt chống dính tự nhiên. Khi sử dụng liên tục, bề mặt chống dính sẽ mịn và bóng nhiều hơn và được an toàn trong lò nướng ở 500 độ F. Đặc biệt là các cái chảo này sẽ được bảo hành 2 năm, thật là tuyệt, mình không có lo về chất lượng ha. Tuần này Audi lại gây phấn khích cho người tiêu dùng
Với những cái mâm xoay được 360 độ được làm từ gỗ acacia là một loại gỗ bền chắc chắn không thấm nước và có những cái sớ đan vào nhau cho nên chịu được mọi khí hậu và thời tiết khắc nghiệt. Với đường kính là khoảng 16 đến 18 inch và mặt hàng này của Audi bán chỉ có cái giá 15 đồng trong khi những cái trang khác thì họ bán một mặt hàng tương tự như vậy với cái giá 90 đô la trở lên. Ở đây cũng có hai màu, một màu gỗ thông nhạt và một màu sẫm để cho các bạn lựa chọn. Một mặt hàng khá nổi tiếng của Audi tuần này đó là nồi nấu súp bằng sứ tráng men có nắp đậy, dung tích là 12 lít. Điều đặc biệt của cái nồi này là có lớp phủ bên trong bằng sứ tráng men chắc chắn, cung cấp khả năng dẫn nhiệt vượt trội cho mọi nhu cầu nấu, hầm, ninh, xào. Ngoài ra có tay cầm chắc chắn và được chịu ở nhiệt độ là 500 độ F trong lò nướng. Sự khác biệt lớn nhất giữa sứ và gốm là sứ thì sẽ có độ bền về độ bóng, lớp men khó vỡ, khó nứt và có độ giãn nở với nhiệt độ và không khí cao hơn là gốm. Vì vậy nó sẽ bền hơn. Một cái nồi chiên không dầu 3.7 cốt của Audi tuần này có cái giá là 39 đô la. Với các với cái công nghệ như khí là tuần hoàn sẽ cho ra những cái món ăn chiên giòn, mềm nhưng không có bị dai và cứng, có 8 chức năng cài đặt sẵn, có màn hình LCD và nhiệt độ có thể điều chỉnh từ 140 độ F đến 400 độ F, có thêm chức năng hâm nóng và giữ ấm thức ăn. Đế lót nồi bằng gỗ của Audi với cái giá là 6 đồng 99. Về mặt hình vuông hình chữ nhật thì có thể mở rộng, tức là kéo dài nó ra khi mà mình cần phải sử dụng cho những cái nồi với diện tích lớn. Tuần này thì Audi lại về các bộ pyjama 100% là cotton mềm nhẹ thoáng khí, chỉ có cái giá 9 đồng 99, có rất là nhiều màu từ màu trắng, màu xanh ngọc đến màu xám, màu đen để lựa chọn. Rất đồng hồ báo thức được thiết kế với đèn sáng dần theo thời gian, ví dụ như 30 đến 60 phút, tương tự như là đồng hồ báo thức mặt trời mọc. Trên Amazon bán 27 đồng, còn Audi chỉ bán có 12 đồng 99. Các cái kệ để điện thoại, iPad, laptop rất là chắc chắn, trơn láng, rất là đẹp, chỉ có giá 3 đồng 99. Kệ gỗ với những cái họa tiết hình thú rất là dễ thương dành cho trẻ em, chỉ có cái giá 12 đồng 99, có thể treo hoặc là để bàn. Ngoài ra có những cái bộ bra princess, hai cái áo gối và một cái tấm chăn có thể xài hai mặt, chỉ có cái giá 14 đồng 99 tại Audi. Một cặp bao tay đôi vòng chữ D và có thể điều chỉnh để vừa vặn thoải mái khi sử dụng, có cao su silicon và lớp đệm 100% polyester, có tay cầm bằng silicon và vòng treo, chịu nhiệt lên đến 450 độ F và có thể giặt bằng máy, được chứng nhận Okiotex, chỉ có giá 6 đồng 99 tại Audi. Một cái bình xịt bằng thủy tinh và cái đế thì có một cái lớp silicon nhựa, chỉ có giá 3 đồng 99 tại Audi. Mình thấy nó rất bình thường, nhưng những cái trang website khác thì họ bán mười mấy đồng một cái chai này, có khi lên đến 18-20 đồng nha. Một hộp gồm có 8 cái trái bí ngô để mình trang trí mùa lễ Halloween sắp tới, chỉ có cái giá 4 đồng 99, rất là đẹp và dễ thương tại Audi. Và mặt hàng này cũng đang rất là hot và sắp hút hàng, bởi vì mùa Halloween sắp tới thì những mặt hàng về mùa lễ này sẽ không có còn kéo dài nữa. Những cái trái bí ngô bằng mây tre đan cũng chỉ có cái giá 4 đồng 99, cực rẻ tại Audi, mà mình mua trên những cái trang website khác thì không bao giờ có được cái giá này.
các cái bình đựng thủy tinh hình trái bí ngô cũng chỉ có cái giá 4 đồng 99, rất là nhiều màu để cho mình lựa chọn. Và có một cái kệ 12 đồng 99 2 tầng bằng gỗ rất là lớn, và mình có thể đựng được rất là nhiều đồ từ gia vị cho đến đồ trang trí và có thể di chuyển dễ dàng trên các cái bàn. Tuần này thì Audi lại về những chiếc đèn gốm sứ hình trái bí ngô, hình Halloween, xài bằng đèn LED, rất là tiện lợi và dễ thương vô cùng chị. Có cái giá cực rẻ là 9 đồng 99, xài bằng pin và phát sáng để ở sân vườn hay trong nhà trang trí, thật là đẹp cho mùa Halloween nha. Đèn cây sáp hương thơm, hình trái bí ngô và Halloween cũng chỉ có giá 6 đồng 99, cực rẻ và trang trí cũng rất là đẹp. Ngoài ra có một cái bộ dĩa Spider-Man đang hút hàng, một bộ hai cái chỉ có giá 7 đồng 99. Tuần này thì Audi lại về những dụng cụ nhà bếp, xẻng, muỗng được kết hợp giữa gỗ và silicon chống dính, rất là tuyệt vời, và hình bí ngô, hình những cái họa tiết của Halloween chỉ có cái giá 2 đồng 99. Và sau khi Halloween thì mình không thể mua lại được những món hàng này. Ngoài ra thì có những cái bình nước với cái họa tiết Walt Disney hoặc là Spider-Man, bình hai lớp có thể giữ nóng và giữ lạnh 6 đến 8 tiếng, chỉ có cái giá 7 đồng 99 tại Audi. Và những nơi khác thì họ bán một cái bình chất lượng như thế này với cái giá mười mấy đồng. Các cái ghế ngồi được làm với chất liệu lông mềm dành cho trẻ em với những cái họa tiết của những con thú rất là dễ thương, dựa lưng như là những chiếc ghế sofa nhỏ, chỉ có cái giá 24 đồng 99 tại Audi, có rất nhiều màu để lựa chọn. Một cái bàn gấp khung thép nhôm, có tay sách nhẹ, mặt bàn nhựa dễ lau chùi, cao 4 feet, chỉ có giá 34 đồng 99 tại Audi, rất là thích hợp trong mọi hoạt động như là cắm trại, sân vườn, bãi biển, không xài thì mình xếp nó lại rất là tiện lợi. Những trang website khác như là Amazon họ đang bán một cái bàn gần dọc như vậy với cái giá 60 đô la. Một bộ gồm cây lau nhà và một cái xô có thể dùng chân để mình nhấn xoay cái cây lau nhà và vắt khô, chỉ có giá 24 đồng 99 tại Audi, rẻ hơn Walmart và Target khá là nhiều. Các cái bộ bra giường 4 món gồm một cái bra, một tấm phủ và hai áo gối, chỉ có cái giá 9 đồng 99 bằng cotton. Một cái ly súp gốm sứ rất là lớn, an toàn trong microwave, mình dùng để nấu mì, nước sôi, trong lò vi sóng đều được, chỉ có cái giá 3 đồng 99 tại Audi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Một lần nữa, nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.